Nickảo.com, shop bán nick và vàng ngọc tự động uy tín nhất của Game Hub. Khi nạp thẻ vào shop, bạn sẽ không bị chia chiết khấu. Giá vàng ngọc ở trên shop Nickảo.com hiện đang có giá tốt nhất trên thị trường, full dịch vụ 9 server cho anh em tha hồ mà lựa chọn. Ngoài ra, shop còn có bán nick tầm trung, nick sơ sinh, full 9 server, hoàn toàn là đăng ký ảo cho anh em tha hồ mà lựa chọn nick mà mình mong muốn. Ngoài ra, shop còn có bán bộ 1 sao full 9 server cho anh em tha hồ và lựa chọn server nào cũng có, giá cực kỳ rẻ. Hơn thế nữa, web còn có nhập nick, nhập đồ, nhập vàng tự động hỗ trợ những anh em nghỉ game. Hãy truy cập vào nickảo.com để trải nghiệm những dịch vụ tốt nhất. Rồi, ok, hello anh em nhé. Chào mừng anh em trở lại kênh của mình. Thì đầu sau năm mới, chúc anh em gọi là có thật nhiều sức khỏe và công việc gọi là càng ngày càng phấn khởi, cũng như là gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Thì ok, thì đầu tiên thì cái game này nó tự nhiên nó bị lag thế nhỉ. Ok, thì đầu tiên thì đến với clip này, mình sẽ cùng anh em, chúng ta sẽ cùng đi gọi là đập đồ đầu năm nha anh em. Thì nói chung là đầu năm thì cũng đi thử vận may của mình xíu để xem có hên hay không. Nhưng mà trước tiên thì tại sao game này nó lag như thế này nhỉ? Kìa. Đây thì hồi nãy thì mình vừa có đập thêm đập hết ha tầm tỷ mấy 2 tỷ rồi, và cũng chỉ lên được một cái quần này từ 3 sao lên 4 sao thôi. Còn lại thì mấy cái đồ này thì đồ trước của mình rồi, và mình mua thêm cái găng này nữa. Vì nếu mà mình úp từ sơ sinh lên đấy thì đầu tiên mình phải có một cái găng, mà găng này là cho đệ. Nếu mà cho đệ thì tầm 1 triệu rưỡi thì mình không thể mua được cái găng 3 triệu mấy, nên là mình thì thôi thì chắc là mình sẽ đập từ đây lên. Và đầu tiên thì chắc là mình sẽ đi đập đồ, và nếu mà đập đồ thì mình sẽ phải tăng cheat lên nha anh em. Đấy, nên là mình sẽ bật cái cheat lên, mình tăng lên và đập đồ cho nó phê nào. Đây thì ok thì bật cheat lên và mình sẽ đập đồ nha anh em. Đấy, mình sẽ để cheat tầm 50 đi nhỉ. Ok, mình sẽ để cheat 50 để mà đập đồ nha anh em. Đây thì chắc là mình sẽ đập cái găng này đi, vì nãy giờ đập mấy cái món kia khá là xui rồi, nên là mình đập tạm cái găng này đi tiếp để xem mà nó lên được bao nhiêu sao nhá. Lag nhỉ. Ok, đập nhỉ. Đây, đập liên tục cái dã vào. Và hạt mít thì đầu năm cho con đỏ xíu nhá. Ok, nó lag anh em ạ, nó lag cực kỳ luôn á. Mình vẫn chưa thấy rõ là mấy cái chúc mừng mà may mắn nữa, nhưng mà không sao, cứ đập đi đã. Đập lốt tỷ 8 này vào cái găng để xem nó lên được mấy sao ở tính tiếp anh em ạ. Đấy, mình thấy nó ngốn khá là nhanh rồi đấy. Mặc dù là không biết là bao nhiêu sao. Đấy, ok, hit nữa. Hết vàng rồi. Ok thì hết tỷ 8 đầu tiên thì mình sẽ lên được cho mình đó là cái găng 4 sao rồi nha anh em. Ở đây thì mình đập đồ để mà ép tiềm năng sức mạnh để mà làm clip các thứ thôi, vì set tiềm năng sức mạnh trái đất của mình khá là cùi, nên là mình mới quyết định đầu tư thêm set tiềm năng sức mạnh trái đất ấy. Ở đấy thì mình có cái radar 5 sao trước rồi, nên là mình không cần đập nữa, mình chỉ đập mấy cái món áo quần giày găng các thứ thôi. Thì đây mình đã có một set 4 sao rồi nha anh em. Mình đang muốn tính build một cái nguyên một set 5 sao ấy, nhưng mà thôi để xíu nữa mình sẽ đi thêm một tỷ, thêm tầm tỷ mấy 2 tỷ vàng nữa mình đập tiếp nha anh em. Ok anh em ơi, thì mình đã quay trở lại đây. Thì đây tiếp tục là 1 tỷ 9 vàng tiếp tục nha anh em. Đấy, thì ở đây chắc là mình sẽ in một món ở trong này. Đấy, thì nãy giờ đã găng với lại gọi là, rồi mình sẽ bật lên chip 100 và đập cho phê đi. Đấy, nãy giờ đã có găng rồi, cũng như là nãy giờ mình đã đập cái găng cũng như là cái quần. Và tiếp theo chắc mình sẽ đập cái giày trước đi, vì mình thấy cái giày nó dễ lên hơn cái áo ấy, nên là mình sẽ đi in vào cái giày là 1 tỷ 9 nha, xem nó lên được bao nhiêu sao nhá. Thì lên được tầm 5-6 sao là mình thấy ok rồi anh em ạ. Đấy, ok thì mình sẽ đập đồ cho anh em xem nhá. Đấy, thì đầu sau năm mới thì cũng mong bà vẫn biết cũng như đập biết độ cho một xíu, kiểu phải gọi là đỡ đầu năm game còn lag, đã lag rồi còn đập đồ không lên thì đúng là khóc luôn á. Đấy, thì mình vẫn chưa thấy một cái dấu hiệu nào mà gọi là lên hết anh em ạ. Đấy, để xem nào, 1 tỷ 9 vàng đấy, chứ không phải ít đâu. Và admin ơi, admin ơi, đổ cho con cái nào. Ôi vãi nồi, đã xong rồi anh em ạ, để xem. Hình như là không có lên được một sao nào luôn á. Ừ, lên, cuối cùng cũng lên được 5 sao anh em ạ. 1 tỷ 9 lên được 1
một sao. Thôi thì cũng gọi là đây thì chắc là mình sẽ đi đập tiếp nha anh em, lên được sao cũng là mừng rồi. Thì cũng gọi là cũng không hy vọng nhiều nó lên 2 sao đâu, lên 1 sao là mừng lắm rồi đấy. Ok thì tiếp tục mình sẽ đi bơm vàng tiếp nhá, vì anh em biết rồi đấy, dạo này vàng nó chưa nó phí tỏi vàng thôi, nên là việc chuyện vàng đi qua lại nó mất khá là nhiều thời gian. Bây giờ anh em ơi thì mình đã quay trở lại đây, đây là 1,8 tỷ vàng tiếp theo nha anh em. Thì đây mình sẽ bật chiếc lên tiếp và mình sẽ đập tiếp nha. Thì lần này thì chắc là mình sẽ đi in vào cái áo đi, hồi nãy đã quần căng trước các thứ rồi, thì tập này thì chắc là mình sẽ đi in vào cái áo nha anh em, để xem là có lên được sao nào không nha. Thì hồi nãy thì đã lên được cái quần cái gì cái giày 5 sao rồi, thì bây giờ mình sẽ đi đập tiếp nhá. Để xem có lên 1,8 tỷ này có lên được món nào 5 sao nữa không. Đấy thì mình cũng hy vọng nó lên thôi. Đây đã hết 1 tỷ rồi này, gần hết 1 tỷ rồi kìa, sao lag thế, chưa thấy dấu hiệu lên anh em ạ. Một là trời. Đã lên rồi anh em ạ, đã lên 5 sao rồi nhá. Thì đây còn 67 triệu thôi, thì lấy nốt hit nữa nhỉ, nốt hit góc độ không đủ rồi anh em ạ. Thì đây đã lên 5 sao rồi, hai món 5 sao rồi nhá anh em. Đấy cũng khá là ok rồi đấy. Thì tiếp theo thì mình đã có cái radar 5 sao trước rồi, thì để xem nào xin. Đây thì chắc là mình sẽ đi đập nốt đi, để xem có món nào lên 5 sao nữa, mình sẽ đập nốt nha anh em, nốt 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 cho nó lên 5 sao luôn, để cho xét 5 sao cũng được, tạm chơi tạm thế đã, vì đầu xuân năm mới mà lên càng nhiều thì mình cũng đổ chút xíu thôi. Thì mình còn thiếu cái quần, cái giày đã lên 5 sao rồi, cái quần với cái găng đấy cố chút xíu nữa, vì là mình đã có cái radar 5 sao trước rồi, nên là mình chỉ cần cái quần với lại cái áo với lại cái găng nữa thôi, nhất là cái quần đúng không, quần đúng rồi, quần ở đấy. Ok thì mình sẽ đi chuyện thêm vàng nhé, vì anh em cũng biết rồi, chuyện vàng nó lâu lắm rồi anh em ơi. Tiếp tục đó chính là 1,9 tỷ tiếp theo, thì mình sẽ bật chip lên và mình sẽ đập tiếp nha anh em, đấy như mọi khi thôi. Xem nào, apply rồi. Ok thì cheat 100 mà pha thôi anh em ạ. Đấy thì đầu năm năm mới thì admin độ đi, hãy độ cho mình lên tầm 2 sao đi, 2 sao pha lên nữa đi. Đấy thì sẽ đập cái găng này nhá, để xem có lên được nổi không nhá. Đấy 1,9 tỷ tiếp theo, tính ra nãy giờ đã 6-7 tỷ rồi đấy, tính cả trước mình đập tầm 2 tỷ trước nữa là 6-7 tỷ rồi đấy. Hy vọng là nó độ cho mình một món 1 sao được, lên 1 sao lên tầm 5 sao là ok rồi. Đấy, sắp hết rồi này, vãi nổi nhanh thế, không thể tin được. Đây cuối cùng thì cũng đã lên rồi nha anh em. Đấy 5 sao đấy, 5 sao đấy, càng 5 sao. Mình thì mình nghĩ là không nên nâng cái găng lên cao lắm đâu, thì mình dạy mình nâng lên thôi, chứ còn bình thường anh em cũng phải thay găng mà, anh em đâu thể xài cái găng này mãi được đúng không. Đấy ok thì chắc là xong cái găng này rồi, thì tiếp theo thì chắc là mình sẽ dồn tiền thêm tầm tỷ mấy nữa để dồn vào cái quần này luôn nhé anh em. Đấy mình sẽ dồn để đập cái quần để cho nó lên 5 sao luôn, để nguyên cái set 5 sao luôn. Đấy hết rồi. Ok thì chắc là mình sẽ đi lấy thêm một chút xíu vàng nữa, chắc là đấy rồi đây anh em ơi. 1,9 tỷ cuối cùng, thì dạng lọng này là tỷ 9 cuối cùng rồi đấy, thì mong admin cho nó lên luôn chứ đỡ phải gọi là thêm 1,9 tỷ nữa, thì đây cũng khá là nãy giờ tốn khá là nhiều với cái set này rồi, lên có 1 sao thôi nhưng mà tốn mấy tỷ lận đấy. Ok thì tiếp tục thôi, đó là cái quần cuối cùng, thì mình sẽ đập nó lên 5 sao luôn nha anh em. Đấy thì lên luôn rồi anh em ơi, rồi đủ nhau cái mình khi thì nó hai hit là lên, khi thì đúng là đập 1 tỷ mấy cũng không lên. Đấy nói chung là mình độ được ở đấy thôi. Thì như anh em thấy ở đây thì cũng một set này cũng khá là ok rồi, thì mình sẽ còn 1,7 tỷ nữa, mình sẽ đi đập nốt, đập cái gì đây, thì cái mình có cái radar rồi, thì mình sẽ đập nốt cái áo này cho nó lên, có thể lên được 6 sao thì lên luôn nhé anh em, vì hồi nãy ấy thì mình cũng có cái radar rồi,
Lazada từ lâu mình ốp khá là lâu rồi. Thì hiện tại thì còn một tỷ mấy nữa cũng đập nốt cái áo này luôn đi. Thì lên được thì lên, không lên được thì thôi. Đấy, thì cũng mất có 200 triệu đã lên được cái kia rồi. Thì mình cũng thấy ok rồi. Thì đấy, thì thôi, hết hết vàng rồi anh em ạ. Đấy, hết rồi thì mà vẫn chưa có lên. Đấy, thì ok, thì sau mấy tỷ nhà, đợi xíu mình tính đã. Rồi thì sau hết khi hết gọi là tầm 12 tỷ thì cuối cùng thì mình cũng lên được cái set 5 sao tiềm năng sức mạnh trái đất. Thì cái Zada thì mình để cái ảng kia cho nó đang update rồi, cái ảng siêu cấp 1 đấy. Không phải là cái ảng úp Namek Chiki ấy, thì mình bỏ cái Namek giáp rồi vì mình thấy đấy, khá là lười. Mình đang úp cái Namek Chiki con đại ma bư ấy, thì mình cái Zada kia thì mình cho nó mang thôi. Ở đây thì một set 5 sao đấy, khá là ok đấy. Cái này thì xíu nữa mình sẽ đi làm một cái clip khác về cái set này, nó chính là làm úp 24 giờ luôn. Có X2 mà nên là mình sẽ đi úp 24 giờ trái đất. Thì là trước mình có úp xảy ra này, úp xảy ra, có úp xảy ra với lại úp Namek rồi. Thì chắc là clip tiếp theo mình sẽ đi úp trái đất nha anh em. Đấy, này mình sẽ kiếm một ảo trái đất, mình đi úp cho anh em xem luôn. Đấy, ok, thì thôi thì chắc clip của mình cũng đến đây thôi. Thì cũng gọi là đập đồ đầu năm cho anh em xem cái clip đập đồ, vì có khá nhiều anh em yêu cầu mình làm clip đập đồ ấy. Thì mình sẽ làm xem clip đập đồ ở đây. Thì ở đây mình không mình chỉ đập một cái găng này từ 0 sao lên 5 sao luôn. Và hơn nữa là mình đập mấy cái món này lên 5 sao hết nha, full 5 sao hết tất cả các món này ở đây. Thì đây 5 sao hết nha. Ok, thì thôi thì clip của mình cũng đến đây thôi. Cũng cảm ơn anh em rất là nhiều vì đã theo dõi clip của mình. Nhớ để lại cho mình một like, đăng ký kênh và nhớ comment tại con shop của anh em ở trên shopnghiao.com để nhận thưởng nha. Đấy, cảm ơn anh em rất là nhiều. Bye anh em. Rồi ok, còn bây giờ mình sẽ đi sao dài event clip trước cho anh em nhé. Thì hiện tại thì clip trước đã 1.600 like. Ui rồi thiếu có 3 like này. Mình như mình thông báo ở khá nhiều clip trước là khi nào 150 like ấy, thì mình sẽ đi tặng bộ 1 sao cho anh em. Nên là anh em nhớ tranh thủ cho mình một like và đăng ký kênh nhé. Cái bạn PC Quang này, bạn này spam gọi là spam kích khủng khiếp luôn. Mình thấy gọi là mình lướt comment ấy, mình thấy spam quá nhiều quá. Có khi mình quên thì mình đã cộng cho bạn ấy, nhưng mà đa phần là mình sẽ phải bỏ qua thôi. Trước kia ấy thì mình quên, mình đã cộng vào là cộng cho bạn ấy, nhưng mà mỗi người chỉ comment một lần thôi anh em ạ, nhận thưởng chỉ một lần thôi anh em, nhớ hạn chế spam nhá. Đấy, ok, thì chúc mừng bạn Trương Toàn Quỳnh này. Đấy, thì sắp Tết rồi, hết Tết rồi anh em ạ, đã hết Tết rồi nha. Thì chúng ta cũng quay trở lại với cuộc sống gọi là thường ngày rồi. Đấy, là anh em nào mà có nhu cầu muốn nick vàng ngọc bộ sao ấy, 10 server luôn nhá. Mình có bán ngọc 10 server, còn vàng thì đợi mình nhập đã mới có anh em ạ. Ok, thì đã xong cho anh em rồi. Thì anh em nào có nhu cầu mua ngọc này, ngọc 10 server luôn nhá. Giá hiện tại là 6.7 qua cạc đấy, qua phí là 8 chấm mấy, mình chả không nhớ nữa. Anh em cứ cộng lại đi, anh em cứ sẽ tính thử cho anh em xem 1.25 và nhân cho 6.7 nhá, là 8.35 37 lận. Nên là anh em mua bộ mua ngọc chỉ 10 server thì anh em cứ ghé vào shop của mình để mua nhá. Đấy, mình có bán ngọc 10 server, mình đã nạp khá rất là nhiều ngọc, có đầy đủ cho anh em hết năm luôn. Đấy, ngoài ra còn có bán vàng 9 server này, bộ 1 sao 9 server, vàng ngọc các thứ, các vòng quay may mắn cho anh em kiếm vàng, kiếm đích này, kiếm đồ luôn. Ok, cảm ơn em rất là nhiều nhá. Nhớ sử dụng dịch vụ gì thì cứ lên shop nha, giúp câu của mình nhá. Ok, cảm ơn em rất là nhiều. Bye bye anh em.